chương 151 rốt cuộc đã cất dấu bí mật gì. Loại giọng điệu mang theo hương vị lạnh lùng khí phách này lọt vào trong tai Lý Ngọc Mai lại không có mùi vị gì, hơn nữa trong lòng cô cũng không muốn tin tưởng. Ngay cả một công việc nên hồn cũng là nhờ nhà họ Lý chúng tôi giới thiệu cho anh mà anh còn dám hoanh hoang như vậy, thật cho rằng Lý Ngọc Mai tôi là cô gái nhỏ mới 3 tuổi sao. Tôi muốn nghe là sự thật chứ không phải mấy lời ba hoa khoác lác của anh. Lý Ngọc Mai lạnh lùng nói. Ha ha ha, Đường Tuấn nói, điều tôi nói chính là sự thật. Lý Ngọc Mai cực kỳ tức giận, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ giận dữ, cắn chặt hàm răng mà nhìn Đường Tuấn, nói anh không nói thì thôi. Tôi cũng không muốn nghe đâu, nhà họ Lý chúng tôi ở trong mắt anh như con kiến, hừ, anh thích khoác lác như vậy sao không đi nói chính mình là cao thủ cảnh giới chân khí luôn đi. Tôi chính là cao thủ cảnh giới chân khí đấy, Đường Tuấn nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hừ. Làm sao Lý Ngọc Mai có thể tin được, cô chỉ con đường phía trước, nói, đi theo đường này là có thể ra công viên xanh, tự anh đi đi, tôi mặc kệ anh. Nếu đường Tuấn anh thật sự là cao thủ cảnh giới chân khí thì Lý Ngọc Mai tôi sẽ làm con nhóc làm ấm giường cho anh. Lý Ngọc Mai nói xong, dậm chân, không thèm, nhìn Đường Tuấn một cái, xoay người rời đi. Đường Tuấn nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lý Ngọc Mai, sờ sờ cầm trong lòng nghĩ đến nếu Lý Ngọc Mai biết anh thật sự là cao thủ cảnh giới chân khí thì không biết còn dám nói ra câu nói lúc nãy không. Thân là tiểu thư nhà họ Lý lại đi làm con nhóc làm ấm giường cho anh, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ thú vị rồi. Nhưng cuối cùng thì Đường Tuấn cũng không phải người bình thường, loại tâm tư như này đã nhanh chóng thu lại. Thở một hơi, đi ra khỏi công viên. Bước chậm rãi đi xuống núi của công viên xanh, tâm tình Đường Tuấn đã thoải mái hơn rất nhiều. Lý Ngọc Mai nói mấy câu đó, trong mắt anh giống như là cô gái tức giận rồi xả ra một chút mà thôi, anh chẳng để ý gì lắm. Thuận tiện đặt một chiếc xe, nói địa chỉ đến đại học rồi ngồi trên ghế phụ hơi hơi hít mắt nghỉ ngơi. Rốt cuộc thì ông nội đã giấu mình điều gì chứ? Mấy câu hỏi cứ mọc ra trong lòng Đường Tuấn như là cỏ dại mọc trong mùa xuân, không thể nào ngừng nghĩ lại. Từ trong miệng bà độc, anh đã biết được ông nội từng có giao thiệp với những người thuộc bộ tộc người mèo, cho nên tất nhiên là ông sẽ biết đến sự tồn tại của võ giả. Nội công, cảnh giới chân khí. Vậy thì tại sao ông nội lại không kể cho anh chứ? Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nghe được mấy người nhà họ Đường nói đến chuyện này. Nhà họ Đường, thế gia y học cổ truyền được truyền thừa mấy trăm năm, rốt cuộc đã cất giấu bí mật gì? Nghĩ đến đó, Đường Tuấn theo bản năng mà siết chặt nắm tay, một loại áp lực vô hình tựa như núi cao đè nặng trong lòng anh, khiến anh cảm giác như không thể thở nổi. Trong lòng anh có một suy đoán có phải là nhà họ đường đã xúc phạm đến người không nên đụng đến, cho nên nhà họ đường mới giấu đi rất nhiều chuyện. Vậy thì phải là loại thế gia như thế nào mới có đủ tư cách để cho đường hạo kiêng rẻ như thế, phải biết rằng cho dù là đối mặt với mấy thế gia đứng đầu Việt Nam hiện nay thì đường hạo cũng chưa bao giờ cúi đầu. Trong lúc đường Tuấn đang tự hỏi mấy việc này thì tài xế đang lén lút quan sát đường Tuấn, trong con người lập lẻ ánh sáng u ám. Sau 10 phút, đường Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy xe đang chạy vào một con đường nhỏ hẻo lánh, xung quanh là mấy căn nhà đen đúa thô sơ không được cải tạo. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy thanh niên ăn mặc hở hang, trên người xăm hình, nhuộm đủ loại màu tóc hư hỏng đang tụ tập đánh bài. chương 152, rất nghe lời. Bác Tài, đường này không phải đường đi đến trường đại học. Đường Tuấn hơi cau mày. Tài xế hơi sừng sốt, sau đó cười ha hả nói, cậu nhóc này, vừa nhìn là đã biết cậu không phải là người địa phương. Con đường này là đường tắc để đi nhanh hơn đến trường đại học đấy, đi đường này có thể tiết kiệm được 3-40 ngàn lần. Tôi thấy sinh viên mấy cậu khó khăn nên bớt chút tiền cho cậu, cậu hiểu không? Xem ra là ngồi phải taxi đen rồi, đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. Anh cũng không vạch trần tài xế ngay bây giờ mà còn rất có hứng thú ngồi nhìn xem tên tài xế này muốn làm cái quái gì. Khoảng 5-6 phút sau, tài xế dừng xe trước một trạm xăng dầu, nói cậu nhóc, cậu cứ ngồi đó tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay nói xong cũng không đợi đường tuấn đồng ý đã đi thẳng một mạch xuống xe thấy đường tuấn không ngăn cản tài xế thầm nghĩ trong lòng thành công rồi đồng thời tự cảm thán mình thật là quá may mắn từ mấy ngày trước mệnh lệnh của đại ca truyền xuống bọn cấp dưới mấy người bọn họ phải tăng ca thêm giờ để đi tìm người này không nghĩ tới mình lại nhanh chóng gặp phải người này như vậy sau khi tài xế rời đi không bao lâu đã có mấy thanh niên nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng cầm ống sắt giống ruột từ trong trạm xăng dầu đi ra, vây xung quanh taxi. Cầm đầu là một thanh niên nhuộm cái đầu xanh lá, nhìn cái đầu tóc lộn xộn buộc thành một chùm phối với cái màu xanh đỏ chuối, quả thật không khác gì đội một cái nón xanh bự tổ tràng. Thanh niên tóc xanh ngậm thuốc lá trên miệng, phun ra một hơi khói, lấy ống sắt gõ gõ lên mùi xe, nói, nhóc con, còn không nhanh chóng cút ra đây, chẳng lẽ còn chờ ông đây mời mày ra à? Ha ha ha! nhìn tên nhóc này ngu ngốc như vậy không phải là bị chúng ta dọa cho ngu luôn rồi chứ mấy tên du côn xung quanh ồn ào nói thanh niên tóc xanh nghe vậy trên mặt nở nụ cười đắc chí vuốt vuốt đầu tóc màu xanh như thể là rất vừa lòng với mấy lời này đường tuấn cảm thấy có chút buồn cười nhưng anh vẫn rất nghe lời từ trên xe đi xuống nhóc con nhìn bộ dạng sợ sệt của mày xem tên du côn tóc xanh lấy cái ống chỉ chỉ đường tuấn cười nói yên tâm ông đây chỉ có hứng thú với mấy cô em xinh đẹp không có hứng thú với loại ẻo lả như mày đâu cậu ta chỉ chỉ chạm xăng dầu nói đi đại ca của tụi tao đang ở bên trong chờ mày đấy kha kha đợi chút nữa thì nhớ sáng con mắt lên tí nói không chừng sẽ có thể bớt đau khổ đấy nói xong cậu ta dẫn đầu đi trước không thèm lo lắng đường tuấn có chạy trốn hay không mà đường tuấn thì chỉ hơi nhíu mày sau đó cũng đi theo phía sau tên du côn thanh niên tóc xanh thầm mắng một tiếng đồ thỏ đế, nếu lúc nãy đường Tuấn thử chạy trốn một chút thì cậu ta có thể được thả lỏng gân cốt rồi. Từ sau khi nhuộm tóc, cậu ta thích nhất là vừa đánh người vừa hất hất đầu tóc xanh bồng bình của mình, thoải mái. chương 153, đó là ông đáng đời. Đi vào bên trong trạm xăng dầu, không gian bên trong lớn hơn rất nhiều. Mười mấy tên du côn đứa ngồi đứa đứng mà nhìn đường Tuấn, khóe môi nhếch nhếch cười lạnh, mà ở trên sofa, có hai người đang đưa lưng về phía đường Tuấn xem TV, thỉnh thoảng còn cười to ra tiếng. Cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc mù mịt cộng thêm đám du côn nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đám ma quỷ đang nhảy múa. Cái tên tài xế lái taxi cũng đứng hút thuốc với bẻ bạn, cười nhạt nhìn đường Tuấn, không có một chút áy náy nào. Đại ca, tôi đã mang người đến. Thanh niên tóc xanh lớn giọng nói với hai người đang ngồi trên sofa. Đồng thời lắc lắc cái đầu tóc xanh của mình, tự cảm thấy chính mình cực kỳ ngầu. Tóc xanh, thằng ngu này tao đã nói mày thích nhuộm tóc thì cứ nhuộm tóc, nhưng ai bảo mày phải đi nhuộm một cái đầu xanh lè như vậy chứ, nhìn chẳng giống ai. Hai người ngồi trên sofa đồng thời đứng lên, tên cao to vạm vỡ trong đó là người đang cười mắng thanh niên tóc xanh. Đại ca, anh không thấy như vậy rất ngầu sao? Nhuộm tóc đương nhiên phải nhuộm màu khác biệt với người khác chứ, cái này gọi là sao ta? À là lập dị. Hi hi. Thanh niên tóc xanh biện bạch một câu, tiếp tục lắc lắc mái tóc. Trong lúc hai người đứng lên thì Đường Tuấn đã nhận ra hai người bọn họ, đều là người quen cũ. Cái tên vạm vỡ to con tên là Hồng Minh, là người có xích mích với Đường Tuấn ở trong trung tâm mua sắm Hạ Hồng, còn cái tên đeo mắt kính gọng màu vàng, khí chất nho nhã như phần tử trí chí thức chính là lão ông chủ của phòng thuốc Nam, tên là Từ Minh Đức. Hồng Minh lắc đầu, như thể đã tuyệt vọng đối với thẩm mỹ của thanh niên tóc xanh. Anh ta rút điếu thuốc cười cười nhìn Đường Tuấn, nói: "Em trai nhỏ, tôi tìm cậu rất vất vả đấy." Từ Minh Đức cũng cười lạnh nhìn Đường Tuấn. Lúc ở phòng thuốc Nam, sau khi ông ta bị Đường Tuấn làm thiệt hại một khoản tiền lớn thì ông ta cũng đã chuẩn bị tìm Lưu Trung để dạy dỗ Đường Tuấn một chút. Nhưng sau đó ông lại từ trong miệng Lưu Trung biết được, đại ca của anh ta là Hồng Minh cũng đang tìm Đường Tuấn, vì thế ông ta đã liên hệ trực tiếp với Hồng Minh, cả hai cùng nhau bàn bạc kế hoạch bớt đi rất nhiều công sức. "Là ông sao?" Đường Tuấn không cảm thấy kinh ngạc, hai tay đút vào túi tiền, vẻ mặt bình tĩnh. Bộ dạng như là đang chào hỏi người quen. Trong mắt từ Minh Đức hiện lên một tia châm biếm, nói, nhóc con, không phải ngày đó mày rất có bản lĩnh sao? Hại ông đây tốn một khoản lớn như vậy, bây giờ biết được hậu quả của việc làm chim đầu đàn rồi chứ gì? Đó là ông đáng đời. Đường Tuấn lạnh lùng nói, bởi vì có những người như ông nên người tài giỏi về y học cổ truyền mới càng ngày càng giảm sút. Mẹ nó, mày chưa lo xong cái thân mày, còn muốn làm chú cứu thế cứu vất y học cổ truyền sao, mày nghĩ mày là ai đấy? Từ Minh nước mắng mà không có một chút áy náy nào. chương 154, cậu đang đùa với tôi đấy à? Ừ, vậy tôi phải làm như thế nào mới được coi là cho anh chút mặt mũi đây? Đường Tuấn hứng thú hỏi. Trong mắt Hồng Minh hiện lên sự tự mãn, anh ta hất cằm, nói cái này đơn giản thôi. Chỉ cần chú em quỳ xuống xin lỗi, rồi để cho đám anh em của tôi thư giãn gân cốt, thì việc ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Anh thấy yêu cầu này thế nào? Có phải là rất đơn giản đúng không? Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng là rất đơn giản. Hồng Minh cười nói, vậy thì tốt rồi, chỉ cần anh làm được, cuộc tranh chấp giữa anh và cậu từ, tôi sẽ không nhúng tay vào, Hồng Minh tôi nói được làm được, đảm bảo giữ lời. Tốt, rất tốt, Đường Tuấn nói. Lúc này, từ Minh Đức mới vội nói, anh Đào, lúc nãy chúng ta bàn bạc không phải như thế. Vì lần này có Hồng Minh tham gia, ông ta không mang theo người tới. Nếu Hồng Minh không giúp ông ta, thì người nhỏ yếu như ông ta không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Hơn nữa, ông ta vừa biết được từ chỗ Hồng Minh là bản lĩnh của Đường Tuấn rất khá. Tâm miệng, khi nào đến lượt anh nói chuyện vậy hả? Hồng Minh lường từ Minh Đức, quát lớn. Anh sao có thể bỏ qua cho Đường Tuấn dễ dàng như thế? Trước tiên, là muốn sỉ nhục Đường Tuấn một chút, sau đó mới dạy dỗ anh làm như vậy mới có thể thỏa được cơn tức này tiếc là tên đồng đội heo từ minh đức không hiểu được từ minh đức không nói nữa chẳng còn cách nào khác vì ông ta là ông chủ của phòng thuốc nam có chút thế lực nhỏ nhưng sao có thể sánh được với một đại ca côn đồ như hồng minh chứ được rồi giờ anh thể hiện đi hồng minh nói đường tuấn lắc đầu tự hỏi tôi nên thể hiện như thế nào hồng minh giật mình quát quỳ xuống xin lỗi tôi vừa nãy tôi nói rõ rồi đó. Đường Tuấn nói, ý của tôi là, bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi thì tôi có thể tha thứ chuyện hôm nay anh đã xúc phạm tôi. Nếu không thì anh và đám đàn em smart sao của anh đừng hòng rời đi. Samate Smart, trào lưu giới trẻ Trung Quốc từ năm 2008, bị ảnh hưởng bởi phong cách rock and roll của Mỹ và Nhật. Mẹ nó, mày nói ai là Smart, tin ông đây giết chết mày không? Thanh niên tóc xanh tức giận nói anh ta đây rõ ràng là rất thời trang, sao có thể đánh đồng với mấy tên smart? nói vậy khác nào đang sỉ nhục phong cách của anh. cầm miệng, hồng minh mắng thanh niên tóc xanh, nghiêm túc nhìn đường tuấn, nói cậu đang đùa với tôi đấy hả? À? đường tuấn suy nghĩ một lúc, khó xử nói, nếu như anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không phủ nhận. khốn kiếp, thằng nhóc này, ông đây cho anh mặt mũi, anh còn muốn lên trời? các anh em, đánh nó cho anh, có gì anh chịu trách nhiệm hồng minh đanh mặt lại lạnh lùng nói mấy thanh niên tóc xanh đứng phía trước đều nóng lòng muốn thử nghe được lệnh lập tức xông tới đường tuấn với vẻ mặt dữ tợn nói này cứ để ông đây cùng chơi với mày xem mày còn cứng miệng được nữa không còn chưa nói xong anh ta bất ngờ vung tay trái lên đấm vào má của đường tuấn tấn công bất ngờ cực kỳ nham hiểm quá chậm đường tuấn khẽ nói sau đó anh đá thẳng vào bụng của thanh niên tóc xanh thanh niên tóc xanh cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ chân đường Tuấn, cả người như ngọn cỏ bay trên không trung, phi xa tận 7, 8 mét, mãi đến khi vào vào tường mới dừng lại. chương 155 À à à, đau quá, eo của ông, thanh niên tóc xanh kêu thảm thiết, nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt, đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh ta, túm lấy mái tóc xanh, sách cả người anh ta treo lên giữa không trung. Dám kêu ông với tôi sao, chết đi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Ông, thanh niên tóc xanh còn muốn nói thêm một chữ, mày, nhưng Đường Tuấn đã giơ tay ra, tát trái tát phải bốp bốp bốp, trong chớp mắt đã cho thanh niên tóc xanh 10 cái tát. Hai má của thanh niên tóc xanh sưng lên, còn phun ra vài vũng máu, nói làm nhảm không thành tiếng. Tệ hơn là, khi Đường Tuấn ném thanh niên tóc xanh đi như ném rác, một nắm sợi tóc màu xanh bị kéo đứt ra, thanh niên tóc xanh thấy vậy, đau khổ đến ngất đi. Đường Tuấn không thèm nhìn thanh niên tóc xanh, anh đánh rất mạnh nhưng sẽ không làm chết người, thanh niên tóc xanh đó nằm ở bệnh viện nhiều nhất là nửa tháng 10 ngày. Đánh xong, anh quay lại nhìn những người khác trong phòng. Ưng ừ, ực, ừ. mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Họ nhìn Đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi và lúng túng. Chỉ với một cú đá đã đá một người bay xa tận 7, 8 mét, còn có tốc độ nhanh kinh người, đây có còn là con người không? còn khủng khiếp hơn cả nhà vô địch thế giới anh chính là một con quái vật hình người nếu bây giờ có người nói đường tuấn là kẻ hủy diệt như trong phim điện ảnh có lẽ bọn họ sẽ tin sái cổ từ minh đức sợ đến mức hai chân mềm oặt bản lĩnh khá tốt ở chỗ nào chứ bọn họ bị mù hết rồi sao còn muốn lên nữa không đường tuấn phủi tay như thể vừa mới làm một việc vô cùng bình thường hồng minh lại nuốt nước miếng hai chân không nhúc nhích được anh đã đắc tội với người nào đây nhưng anh ta vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Người anh em, cậu rất có bản lĩnh, nhưng chúng tôi có rất nhiều người, cậu nghĩ có thể đánh thắng à?" Mọi người nghe vậy, bỗng chốc tỉnh ra. "Đúng vậy, cho dù Đường Tuấn mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình, bọn họ có hơn 30 người trong nhà, nếu đánh thật, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu." Nghĩ được như vậy, sự sợ hãi trong mắt bọn họ giảm đi một chút. "Thật không, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu bọn họ, thì nghe được một giọng nhỏ vang lên bên tai. Sau đó, một loạt tiếng ngã phịch núi tiếp nhau vang lên, hơn 30 tên du côn đồng loạt ôm bụng ngã xuống đất, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó đau khổ. Trong phòng lúc này chỉ có Đường Tuấn, Hồng Minh và Từ Minh Đức là vẫn còn đang đứng. Phịch. Từ Minh Đức không chịu nổi nữa, cả người mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên tục nói với Đường Tuấn, người anh em, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, tôi cho cậu tiền cậu muốn bao nhiêu cũng được, miễn là cậu tha cho tôi. Anh ta nhận ra Đường Tuấn không phải là người bình thường. Nhóm người này căn bản không đủ để Đường Tuấn phải liếc mắt tới. Hồng Minh run rẩy, dù sao cũng là đại ca, lúc này anh ta vẫn có thể giữ được một chút bình tĩnh. Người anh em, đại ca của tôi là Trần Bá Phước. Hôm nay là tôi sai, ở chỗ này xin lỗi cậu, cậu cũng đã đánh rồi, cũng chẳng tổn thất gì, như vậy coi như hòa đi. Lúc này Hồng Minh mới nói ra chỗ dựa của mình, anh ta tin rằng ở trong thành phố Vinh, ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt Trần Bá Phước mà bỏ qua cho anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 156, tôi nên thể hiện như thế nào? Lông mày Đường Tuấn khẽ nhếch lên, Hồng Minh thấy có chút hy vọng, nhưng Đường Tuấn lắc đầu, nói Trần Bá Phước, ông ta còn chưa đủ trình. Hồng Minh nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, như thể đã bị sỉ nhục nặng nề. Trần Bá Phước là người mà đám anh em bọn họ sủng bái nhất. Anh ta đang định nói lại vài câu thì Đường Tuấn xua tay, nói thôi bỏ đi. Vì là người của Trần Bá Phước, nên tôi sẽ tha cho anh lần này. Nếu lần sau dám làm vậy nữa, tôi sẽ không dễ nói chuyện như lần này đâu. Hồng Minh gật đầu như dã tỏi. Đường Tuấn xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài, thân là một tông sư cảnh giới chân khí, đi so bì với mấy tên du côn này thật là mất mặt, anh thấy như đang bắt nạt người ta. Anh này, chờ đã. Hồng Minh đột nhiên gọi lại. Gì, lông mày đường Tuấn nhớn lên. Hồng Minh thấy cảnh này, trái tim run lên, nhanh chóng giải thích, xin hỏi anh tên là gì. Lúc anh Trần hỏi đến tôi cũng dễ báo lại. Tôi tên Đường Tuấn, anh nói với Trần Bá Phước, ông ta tự khắc sẽ biết. Đường Tuấn nói một câu, đi ra khỏi căn nhà. Ừ, vậy tôi phải làm như thế nào mới được coi là cho anh chút mặt mũi đây? Đường Tuấn hứng thú hỏi. Trong mắt Hồng Minh hiện lên sự tự mãn, anh ta hất cằm, nói cái này đơn giản thôi. Chỉ cần chú em quỳ xuống xin lỗi, rồi để cho đám anh em của tôi thư giãn gân cốt thì việc ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Anh thấy yêu cầu này thế nào? Có phải là rất đơn giản đúng không? Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng là rất đơn giản. Hồng Minh cười nói, vậy thì tốt rồi, chỉ cần anh làm được, cuộc tranh chấp giữa anh và cậu Từ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Hồng Minh tôi nói được làm được, đảm bảo giữ lời." "Tốt, rất tốt." Đường Tuấn nói. Lúc này, Từ Minh Đức mới vội nói, "Anh đào, lúc nãy chúng ta bàn bạc không phải như thế. Vì lần này có Hồng Minh tham gia, ông ta không mang theo người tới. Nếu Hồng Minh không giúp ông ta, thì người nhỏ yếu như ông ta không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Hơn nữa, ông ta vừa biết được từ chỗ Hồng Minh là bản lĩnh của Đường Tuấn rất khá." Câm miệng khi nào đến lượt anh nói chuyện vậy hả? Hồng Minh lườm từ Minh Đức, quát lớn, anh sao có thể bỏ qua cho đường Tuấn dễ dàng như thế, trước tiên là muốn sỉ nhục đường Tuấn một chút, sau đó mới dạy dỗ anh. Làm như vậy mới có thể thỏa được cơn tức này, tiếc là tên đồng đội heo từ Minh Đức không hiểu được. Từ Minh Đức không nói nữa, chẳng còn cách nào khác, vì ông ta là ông chủ của phòng thuốc nam, có chút thế lực nhỏ, nhưng sao có thể sánh được với một đại ca côn đồ như Hồng Minh chứ? Được rồi, Giờ anh thể hiện đi." Hồng Minh nói. Đường Tuấn lắc đầu, tự hỏi tôi nên thể hiện như thế nào. Hồng Minh giật mình, quát "Quỳ xuống xin lỗi tôi. Vừa nãy tôi nói rõ rồi đó." Đường Tuấn nói, "Ý của tôi là, bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi thì tôi có thể tha thứ chuyện hôm nay anh đã xúc phạm tôi. Nếu không thì anh và đám đàn em smart sao của anh đừng hòng rời đi." Chương 157, dám kêu ông với tôi sao, chết đi. Mẹ nó mày nói ai là smart? tin ông đây giết chết mày không? thanh niên tóc xanh tức giận nói: anh ta đây rõ ràng là rất thời trang, sao có thể đánh đồng với mấy tên smart? nói vậy khác nào đang sỉ nhục phong cách của anh? cầm miệng, hồng minh mắng thanh niên tóc xanh, nghiêm túc nhìn đường tuấn, nói cậu đang đùa với tôi đấy hả? À? đường tuấn suy nghĩ một lúc, khó xử nói: nếu như anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không phủ nhận. khốn kiếp, thằng nhóc này, ông đây cho anh mặt mũi? anh còn muốn lên trời các anh em đánh nó cho anh có gì anh chịu trách nhiệm hồng minh đanh mặt lại lạnh lùng nói mấy thanh niên tóc xanh đứng phía trước đều nóng lòng muốn thử nghe được lệnh lập tức xông tới đường tuấn với vẻ mặt dữ tợn nói này cứ để ông đây cùng chơi với mày xem mày còn cứng miệng được nữa không còn chưa nói xong anh ta bất ngờ vung tay trái lên đấm vào má của đường tuấn tấn công bất ngờ cực kỳ nham hiểm quá chậm Đường Tuấn khẽ nói, sau đó anh đá thẳng vào bụng của thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ chân đường Tuấn, cả người như ngọn cỏ bay trên không trung, phi xa tận 7, 8 mét, mãi đến khi và vào tường mới dừng lại. À à à, đau quá, eo của ông, thanh niên tóc xanh kêu thảm thiết, nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt, đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh ta, túm lấy mái tóc xanh, xách cả người anh ta treo lên giữa không trung dám kêu ông với tôi sao, chết đi, đường tuấn lạnh lùng nói. Ông, thanh niên tóc xanh còn muốn nói thêm một chữ, mày, nhưng đường tuấn đã giơ tay ra, tát trái tát phải bốp bốp bốp, trong chớp mắt đã cho thanh niên tóc xanh 10 cái tát. Hai má của thanh niên tóc xanh sưng lên, còn phun ra vài vũng máu, nói làm nhảm không thành tiếng. Tệ hơn là, khi đường tuấn ném thanh niên tóc xanh đi như ném rác, một nắm sợi tóc màu xanh bị kéo đứt ra, thanh niên tóc xanh thấy vậy, đau khổ đến ngất đi. Đường Tuấn không thèm nhìn thanh niên tóc xanh, anh đánh rất mạnh nhưng sẽ không làm chết người, thanh niên tóc xanh đó nằm ở bệnh viện nhiều nhất là nửa tháng 10 ngày. Đánh xong, anh quay lại nhìn những người khác trong phòng. Ưng ừ, ực, ừ, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Họ nhìn đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi và lúng túng. Chỉ với một cú đá đã đá một người bay xa tận 7-8 mét, còn có tốc độ nhanh kinh người, đây có còn là con người không, còn khủng khiếp hơn cả nhà vô địch thế giới, anh chính là một con quái vật hình người. Nếu bây giờ có người nói Đường Tuấn là kẻ hủy diệt như trong phim điện ảnh, có lẽ bọn họ sẽ tin sái cổ. Từ Minh Đức sợ đến mức hai chân mềm hoạt, bản lĩnh khá tốt ở chỗ nào chứ, bọn họ bị mù hết rồi sao? Còn muốn lên nữa không? Đường Tuấn phủi tay, như thể vừa mới làm một việc vô cùng bình thường. Chương 158, đại ca, xảy ra chuyện rồi. Thật không, Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu bọn họ, thì nghe được một giọng nhỏ vang lên bên tai. Sau đó, một loạt tiếng ngã phịch nối tiếp nhau vang lên, hơn 30 tên du côn đồng loạt ôm bụng ngã xuống đất, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó đau khổ. Trong phòng lúc này chỉ có Đường Tuấn, Hồng Minh và Từ Minh Đức là vẫn còn đang đứng. Phịch. Từ Minh Đức không chịu nổi nữa, cả người mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên tục nói với Đường Tuấn, người anh em, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, tôi cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiêu cũng được, miễn là cậu tha cho tôi. Anh ta nhận ra Đường Tuấn không phải là người bình thường. Nhóm người này căn bản không đủ để Đường Tuấn phải liếc mắt tới. Hồng Minh run rẩy, dù sao cũng là đại ca, lúc này anh ta vẫn có thể giữ được một chút bình tĩnh. Người anh em, đại ca của tôi là Trần Bá Phước. Hôm nay là tôi sai, ở chỗ này xin lỗi cậu, cậu cũng đã đánh rồi, cũng chẳng tổn thất gì, như vậy coi như hòa đi lúc này hồng minh mới nói ra chỗ dựa của mình anh ta tin rằng ở trong thành phố vinh ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt trần bá phước mà bỏ qua cho anh ta lông mày đường tuấn khẽ nhếch lên hồng minh thấy có chút hy vọng nhưng đường tuấn lắc đầu nói trần bá phước ông ta còn chưa đủ trình hồng minh nghe vậy mặt lập tức đỏ bừng như thể đã bị sỉ nhục nặng nề trần bá phước là người mà đám anh em bọn họ sủng bái nhất anh ta đang định nói lại vài câu thì đường tuấn xua tay nói thôi bỏ đi vì là người của trần bá phước nên tôi sẽ tha cho anh lần này nếu lần sau dám làm vậy nữa tôi sẽ không dễ nói chuyện như lần này đâu hồng minh gật đầu như dã tỏi đường tuấn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thân là một tông sư cảnh giới chân khí đi so bỉ với mấy tên du côn này thật là mất mặt anh thấy như đang bắt nạt người ta anh này chờ đã hồng minh đột nhiên gọi lại gì lông mày đường tuấn nhướn lên hồng minh thấy cảnh này trái tim run lên nhanh chóng giải thích xin hỏi anh tên là gì lúc anh trần hỏi đến tôi cũng dễ báo lại tôi tên đường tuấn anh nói với trần bá phước ông ta tự khắc sẽ biết đường tuấn nói một câu đi ra khỏi căn nhà đường tuấn không minh nhíu mày lẩm bẩm chưa từng nghe nói đến ở thành phố vinh này có nhân vật lợi hại đến thế thôi bỏ đi phải báo với đại ca trần đã lần này bị tổn thất nặng như vậy mẹ kiếp thể nào cũng bị mắng một trận cho mà xem lúc Trần Bá Phước nhận được cuộc gọi của Hồng Minh, là lúc ông ta đang cùng nhóm người Lý Vô Song thảo luận công việc ở công viên xanh. Thấy người gọi đến là Hồng Minh, ông ta đi ra chỗ không người rồi nhận điện thoại. Có chuyện gì vậy? Trần Bá Phước hỏi. Đại ca, xảy ra chuyện rồi. Hồng Minh nói. Sau đó, Hồng Minh kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trạm xăng cho Trần Bá Phước nghe, không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì và cũng không phóng đại hóa lên. Hừ, ở thành phố Vinh lại có người dám bắt nạt người của tôi sao, cậu có biết người kia là ai không? Trần Bá Phước nghe xong, vẻ mặt độc ác nói, là một ông trùm điều khiển các thế lực ngầm trong thành phố Vinh, sự việc này được coi như đã đánh vào thể diện của ông. chương 159, anh ta nói mình tên là Đường Tuấn. Hồng Minh dường như cảm nhận được sát ý của Trần Bá Phước qua điện thoại, người anh ta run lên, vội vàng nói, đại ca, tên đó hình như biết anh. Còn nói ra tên, nói là anh cũng biết ồ trần bá phước đột nhiên có hứng thú hỏi tên đó tên là gì đường tuấn hồng minh thành thật nói cậu nói cái gì trần bá phước nghe được hai chữ này tay cầm điện thoại run rẩy suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất ông ta là một cao thủ nội công lúc này lại run rẩy có thể thấy được ông ta đang rất kinh hãi anh ta nói mình tên là đường tuấn hồng minh nghĩ vừa nãy đã nói không rõ ràng còn cẩn thận nói lại lần nữa cái tên đường tuấn như một tia sét nổ trong đầu Trần Bá Phước. Thằng khốn, các cậu sao lại đắc tội anh ta? Tâm trạng Trần Bá Phước không tốt lắm, lúc này nghe thấy tên Đường Tuấn thì trở nên vô cùng tức giận, chửi bới Hồng Minh ở đầu bên kia điện thoại. Hôm nay, trước khi đến công viên xanh, Trần Bá Phước không quan tâm đến Đường Tuấn lắm, nhiều nhất chỉ coi anh như một đàn em có tay nghề y thuật tốt, đã chữa lành vết thương cho con trai ông ta. Nhưng mấy tiếng trước, Ông ta từ chỗ Lý Quang Huy biết được Đường Tuấn ít nhất cũng là một cao thủ nội lực trung kỳ, tên đó như thế là đã mạnh hơn ông rất nhiều lần rồi, còn tên Bạch Thanh Hỏa không biết bị chập dây thần kinh nào mà tự nhiên lại sợ Đường Tuấn như thế. Dựa vào sự hiểu biết của Trần Bá Phước với Bạch Thanh Hỏa, Bạch Thanh Hỏa chắc chắn không dám ỷ thế mà đắc tội với Đường Tuấn, thân phận của anh rất có thể là từ một võ đạo thế gia. Hồng Minh bị mắng mà ngơ ngác, nhưng không dám cãi lại, chỉ thêu thao nói, đại ca, có cần em dẫn thêm mấy anh em đến dạy dỗ tên đó thêm một trận không? Hôm nay có rất nhiều anh em đã bị tên đó đánh. Mẹ kiếp, đó là cậu đáng bị thế, ai bảo cậu khiêu khích cái tên sát tinh đó chứ?" Trần Bá Phước tức giận mắng, hiện tại ngay cả ông ta cũng không dám chủ động khiêu khích Đường Tuấn, đám người Hồng Minh còn không có căn cơ, vậy mà còn dám đi báo thù. Nếu lúc đó Đường Tuấn tức giận, sợ là ngay cả ông cũng sẽ bị liên lụy. "Đại, đại ca, vậy thì phải làm sao?" Hồng Minh run rẩy hỏi. Trần Bá Phước suy nghĩ một lát, sau đó thở dài, nói trước tiên hãy chăm sóc tốt cho mấy anh em bị thương đã. Còn nữa, truyền lại lời của tôi, nếu để tôi biết còn ai muốn tìm đường tuấn báo thủ nữa, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí. Hồng Minh vội vàng gật đầu, trong lòng thầm than thật nguy hiểm, quả nhiên người đó có thân phận không tầm thường, cũng may hôm nay chưa gây ra chuyện, nếu không ngay cả Trần Bá Phước cũng không bảo vệ được anh ta. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đã, việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Trần Bá Phước lấy lại bình tĩnh trong giây lát. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bá Phước ở bên ngoài suy nghĩ một lát rồi mới bước vào. Có lẽ đây là một cơ hội để ông ta chuyển mình, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, lôi kéo được đường Tuấn, kế hoạch tiếp theo của ông ta sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Đường Tuấn trở về ký túc xá Đại học thành phố Vinh, trên đường đi nhận được điện thoại của tên Mập Ninh Đình Trung, nói rằng thuốc thông thần và tuyết cơ đài đã được đưa vào sản xuất, nhà họ Ninh phụ trách một bộ phận nhỏ trong chuỗi sản xuất. Mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng so với thu nhập mấy năm nay của nhà họ Ninh thì nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn, đó là còn chưa tính đến thành quả sau khi bán. Vì vậy, Ninh Đình Trung gọi đến chủ yếu là để cảm ơn Đường Tuấn đã nói tốt về nhà họ Ninh trước mặt Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn yên lặng lắng nghe. Cuối cuộc gọi, Ninh Đình Trung nói ra ý định của mình, qua vài ngày anh ta muốn mời Đường Tuấn ăn bữa cơm để cảm ơn. Bữa cơm lần trước bởi vì Lê Nhược Nam và Ninh Xuân Nam mà cụt hứng bỏ về, lần này biết được Đường Tuấn có thể là con riêng của Diệp Nam Nhật nên phải bù đắp cho tốt. chương 160, anh Đường, xin anh đợi một chút. Đường Tuấn muốn từ chối, nhưng tên mập thế nào cũng không buông tha, cuối cùng anh đành phải đồng ý. Sau khi nói chuyện điện thoại với Ninh Đình Trung, Đường Tuấn thấy vẫn còn sớm, đang định đến thư viện, anh muốn xin nghỉ làm nhân viên quản lý. Lý do lúc đầu muốn tìm công việc, chủ yếu là muốn ổn định cuộc sống, sau đó mới tính tiếp. Nhưng đánh bậy đánh bạ lại luyện được chân khí và lần gặp gỡ bất ngờ với Thẩm Ngọc Như rồi điều trị cho cô ấy đã khiến cuộc đời anh một lần nữa trở nên hỗn loạn. Cho dù thuốc thông thần, tuyết cơ đài sắp ra mắt trên thị trường, hay là bộ tộc người mèo, và cả chuyện võ đạo thế gia hão huyền, tất cả những việc đó đã chiếm hết thời gian của anh, anh cũng không đủ sức để đi làm ở thư viện nữa chỉ là sau khi nghỉ việc quản lý ở thư viện, anh không được sống trong khuôn viên trường nữa. Cũng may, bây giờ anh không thiếu tiền, chưa kể anh còn là cổ đông lớn nhất của dược phẩm Nam Nhật, số tiền 175 tỷ bán Long Bích Chiêu lần trước cũng đủ để anh tiêu xài một thời gian. Anh vừa xuống lầu thì một chiếc Audi màu đen, biển số là một hàng con số 6, lướt qua một đường một vòng cung tuyệt đẹp rồi dừng lại cách anh một đoạn. Đường Tuấn không nghĩ ngợi gì, đang định đi tiếp đến thư viện, cửa xe Audi đột nhiên mở ra, sau đó có người gọi tên anh. Quay đầu nhìn lại, thấy Trần Bá Phước đang bước xuống xe, theo sau là Hồng Minh dáng vẻ xa sút, sau đó không còn ai khác nữa. Vừa rồi là Trần Bá Phước gọi tên anh. Anh Đường, xin anh đợi một chút." Trần Bá Phước bước nhanh tới chỗ Đường Tuấn. "Có chuyện gì không?" Đường Tuấn thẳng thắn hỏi. Trần Bá Phước không trả lời thẳng, nhìn Hồng Minh ở phía sau, nói, "Còn không mau đi xin lỗi anh Đường." Trần Bá Phước nói xong, hồng minh không chút do so dự đi tới trước mặt đường tuấn cung kính cúi đầu nói xin lỗi anh đường tuổi của hồng minh tương đương với tuổi của bố đường tuấn lúc này hắn gọi đường tuấn là anh nghe thật nực cười nhưng hồng minh không cảm thấy xấu hổ chút nào trước khi đến trần bá phước đã cảnh báo anh ta biết đường tuấn là người mà anh ta không thể đắc tội được biết có biết giãn mới là một người đàn ông dường như sợ đường tuấn vẫn chưa thỏa cơn tức hồng minh dùng tay tát mấy cái thật mạnh Ăn vài cái tát, bên má đỏ một mảng ra. Đủ rồi, đường Tuấn xua tay, lười nhìn hai người trước mặt diễn trò, nói ông chủ Trần, ông có chuyện gì thì cứ nói đi. Không có việc thì không tìm đến nhà, anh không tin Trần Bá Phước đưa Hồng Minh đến xin lỗi mình mà không có lý do. Hôm nay là ngày quan trọng, là ngày khai trương công viên xanh, Trần Bá Phước là ông chủ thứ hai ở đó, đến tìm anh chắc chắn là có việc. Trần Bá Phước cười, nói anh đường đúng là một người sảng khoái. Nhưng mà nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh để bàn bạc, cậu thấy thế nào? Đường Tuấn cân nhắc rồi đồng ý, anh cũng muốn xem Trần Bá Phước tìm anh là vì chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 161: Thi đấu quyền sao? Nước trà trong veo, tựa vào lan can nhìn ngắm phong cảnh, cách đó không xa có một hồ nước nhân tạo, gió mát từ hồ thổi qua rất sảng khoái. Đường Tuấn ngồi ngay ngắn trên sofa, tách trà mô phỏng theo phong cách của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, tao nhã và tinh tế, trà xanh tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Nhưng đường Tuấn lúc này hoàn toàn không có ý định thưởng thức, chỉ nhìn chằm chằm hồ nhân tạo, có chút mất hứng. Ngoài y học cổ truyền, thì khi còn sống, đường hạo còn rất thích uống trà, khi đó, ông còn xây cả một quán trà và một hồ nước nhân tạo trong nhà tổ của nhà họ đường, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc sâu với trà đạo. Đường Tuấn không vội, Trần Bá Phước cũng không vội, thay vào đó, ông ta nhân cơ hội này để quan sát đường Tuấn. Lông mày thanh tú nhưng nhìn có chút mỏng, hơi thở trầm ổn ông ta không cảm nhận được võ công của anh đã đạt tới nội công trung kỳ. Người còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, chắc chắn thân thế không phải dạng thường, chỉ là không biết anh tới từ võ đạo thế gia nào thôi. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến Bạch Thanh Hỏa và ông ta phải kiêng rè. Võ đạo thế gia lợi hại như thế nào, ông ta còn hiểu rõ hơn cả Lý Quang Huy, vì vậy sau khi biết chuyện Hồng Minh đắc tội với Đường Tuấn, ông lập tức tìm tới cửa. Đường Tuấn cũng không phải là người bình thường, im lặng một lúc, tạm thời bỏ qua buồn bực trong lòng, anh nhìn Trần Bá Phước, nói: "Ông chủ Trần, bây giờ có thể nói lý do ông đến đây được chưa?" Trần Bá Phước không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, đẩy tới trước mặt Đường Tuấn, nói: "Lần trước anh Đường chữa khỏi cho con trai tôi, tôi còn chưa có thời gian đến để cảm ơn cậu." tôi nghe nói cậu đang sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của Đại học thành phố Vinh, ở đó tuy yên tĩnh nhưng không gian thì hơi nhỏ. Căn nhà này coi như là tiền thuốc men anh đã chữa trị cho con trai tôi. Đường Tuấn lướt nhìn chiếc chìa khóa có khắc dòng chữ thanh viên nhất. Anh suy nghĩ, nói đây là chìa khóa của biệt thự số 1 ở công viên xanh sao. Ha ha, thị lực anh đường thật tốt, đây đúng là biệt thự số 1 ở công viên xanh. Trần Bá Phước cười nói, chỉ là trong lòng có chút xót xa. Giá trị của căn biệt thự số 1 ở công viên xanh này chỉ tính riêng trang trí bề ngoài đã gần 350 tỷ rồi, đó còn chưa tính đến một số đồ vật ẩn khác. Căn biệt thự này là Lý Quang Huy chuẩn bị để tặng cho một vị lãnh đạo cũ, nhưng vì Trần Bá Phước đã lên tiếng và ra giá mới lấy được căn biệt thự này từ tay Lý Quang Huy. Đồ vật mà phải nợ ân tình và trả giá như này, Trần Bá Phước là đại ca ở thành phố Vinh cảm thấy vô cùng xót ruột. Nhưng để lôi kéo đường Tuấn, rất có thể là một đại cao thủ xuất thân từ võ đạo thế gia, thì cái giá này là xứng đáng. Đường Tuấn kinh ngạc, biết là Trần Bá Phước có chuyện tìm anh, nhưng anh không ngờ hắn ra giá lại hào phóng như vậy. Căn biệt thự số 1 ở công viên xanh có giá trị lớn đến mức, trên đường đến công viên xanh anh đã nghe bác tài lái xe nói đến nó, đó là một căn biệt thự mà ngay cả Lý Quang Huy cũng không nỡ vào ở. Cạch, 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 đường Tuấn gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ đàn hương đỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Nói ông chủ Trần, ông có chuyện gì thì cứ nói đi. Thấy Đường Tuấn không hề tỏ vẻ tham lam, Trần Bá Phước càng thêm ngưỡng mộ, đồng thời càng thêm chắc chắn về xuất thân của anh. Chỉ có gia tộc như vậy mới có thể bồi dưỡng ra người có tầm nhìn và năng lực như thế. Anh Đường chắc đã biết tôi là ai, một tuần sau, có rất nhiều ông lớn từ phía Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tụ tập lại để thảo luận về việc phân chia địa bàn, lúc đó sẽ có một cuộc thi đấu quyền. Tôi luyện đến nội công sơ kỳ đã không phải người bình thường rồi nhưng vẫn không đủ để thi đấu với đại cao thủ chân chính. Trước đây tôi có thể đối phó một chút, nhưng lần này thì khác, nghe nói chỉ riêng các cao thủ nội công đã là hơn 10 người. Vì vậy tôi muốn mời cậu đường thay tôi đi thi đấu. Trần Bá Phước nói nhỏ. Thi đấu quyền sao, đường tuấn cao mày. Đúng vậy, cuộc thi này trước kia chỉ là cuộc đấu ngầm, nhưng mấy năm nay, mâu thuẫn giữa các thế lực ngầm ngày càng lớn, nếu trực tiếp đối đầu với nhau, sợ rằng người xui xẻo đầu tiên chính là bản thân mình. Vậy nên các ông lớn ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa mới định ra cuộc thi đấu quyền ngầm để giải quyết mâu thuẫn, sau đó nó đã trở thành cách để phô bày sức mạnh, thậm chí đặt cược địa bàn vào cuộc đấu quyền. Trần Bá Phước nói chương 162, muốn nói gì thì nói đi. Ha ha, ai có nắm đấm to thì có quyền, Đường Tuấn nói. Đúng là như vậy, Trần Bá Phước thở dài, nói, lần này đến lượt tôi tổ chức cuộc thi đấu quyền, hai, chuyện nhỏ này đáng nhẽ không nên làm phiền đến anh Đường. Nhưng mà gần đây lại xảy ra chút chuyện, lão Bạch quyết định phái mấy người đi bảo vệ anh Quang Huy, vậy nên tôi chỉ có thể đến xin cậu giúp đỡ. Chỉ cần cậu đường đồng ý ra mặt thì đánh hay không đánh gì, biệt thự số 1 ở công viên xanh này đều sẽ tặng cho cậu coi như lời cảm ơn. Chỉ vậy thôi sao? Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Bá Phước, hỏi. Chỉ là một cái nhìn, nhưng tim Trần Bá Phước như muốn nổ tung, như thể tất cả suy tính đều bị anh nhìn thấu ông ta cười tâu tét nói đương nhiên rồi anh đường nghĩ tôi còn có kế hoạch gì sao à đúng rồi lần này sẽ có nhiều đệ tử của các võ đạo thế gia tới tham gia đến lúc đó sẽ rất sôi nổi anh đường trẻ trung khỏe mạnh có lẽ sẽ muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút xem như là đi giao lưu quan hệ ngay cả võ đạo thế gia cũng đến đường tuấn khó hiểu bọn họ muốn tranh đoạt địa bàn ư trần bá phước diếu cợt nói võ đạo thế gia cũng là con người cũng có tham vọng bọn họ cũng muốn giành được nhiều chỗ tốt, nhưng vì một số lý do, bọn họ không thể trực tiếp hành động, chỉ có thể mượn tay của người khác làm việc. Đường Tuấn gật đầu, tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi. Trần Bá Phước nói, anh Đường, anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Thật ra nếu lần này gặp may, thì cũng có cậu ra tay. Đường Tuấn nhìn nét mặt hồ xanh, gật đầu nói, tôi đồng ý với ông. Khuôn mặt Trần Bá Phước vui mừng, ông ta đứng dậy, cúi người với Đường Tuấn, trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn. Ông ta mời Đường Tuấn tham gia cuộc thi, thì thực lực của Đường Tuấn dù có mạnh nhưng cũng có hạn chế, không biết có phải là cao thủ nội công hay không. Mục đích chính của ông ta là có được sự yêu ái của võ đạo thế gia đứng sau Đường Tuấn. Được, anh Đường, vậy cứ thỏa thuận như vậy đi, lúc nào xuất phát tôi lại đến tìm cậu. Trần Bá Phước cười rất vui vẻ. Trần Bá Phước rời đi, bước đi dứt khoát. Tầng 2 của quán trà chỉ có một mình đường Tuấn ngồi đó, trong chén trà, nước trà đã lạnh, người đi trà lạnh. Anh chống cằm, vân về chén xứ, trước mặt là chiếc chìa khóa của căn biệt thự số 1, lẩm bẩm nói, thi đấu quyền, võ đạo gia tộc, ha ha. Trần Bá Phước ngồi ở ghế sau xe Audi, Hồng Minh lái xe. Vết tát trên mặt Hồng Minh đã dịu đi, anh ta không hề oán thán một câu nào với Trần Bá Phước. Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn đại ca đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hồng Minh do dự. Chương 163 anh ta cũng không dám nhiều chuyện. Trần Mậu khẽ mở mắt, như con hổ vừa tỉnh giấc, nói thép tốt phải biết dùng làm lưỡi sao? Nếu dùng một căn biệt thự ở công viên xanh là có thể xây dựng quan hệ với một võ đạo gia tộc, vậy là dùng tiền đúng chỗ rồi. Lý Quang Huy không hiểu võ đạo gia tộc là thể hiện cho cái gì, nên đã phất lời Đường Tuấn. Ha ha, thương nhân cũng chỉ là thương nhân, tầm mắt hẹp hòi. Hồng Minh không lên tiếng. Chuyện của Lý Quang Huy và Trần Bá Phước, anh ta cũng không dám nhiều chuyện. Đến bệnh viện đi, nghe nói Nhật Minh tỉnh lại rồi, đi thăm anh ta." Trần Bá Phước bỗng nhiên nói. Hồng Minh gật đầu, nói "Em đã kiểm tra chiếc xe mà cậu chủ lái, chỗ phanh xe đã bị người khác động vào." Trần Bá Phước, "Ừ, một tiếng, rất bình tĩnh." Như thể người suýt chết trong vụ tai nạn xe không phải con ruột ông ta mà là một người xa lạ không quen biết. Nhưng hai bàn tay đặt trên đùi lại nắm chặt nếu không có đường tuấn ông đã mất đi đứa con trai nối dõi tông đường vì vậy ông ta thực sự biết ơn đường tuấn tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này nhật minh bị thương trong một vụ tai nạn xe bình thường hiểu không trần bá phước nghiêm túc nói hồng minh gật đầu thật mạnh sau lưng ướt đẫm mồ hôi vừa rồi cậu cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người trần bá phước nếu như anh ta có chút trần trừ rất có thể cái đầu của anh ta sẽ không ở trên người nữa Ngày thứ hai, Đường Tuấn ở trên mái nhà của ký túc xá nhân viên, hoàn thành bài luyện tập, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Thư viện của trường học vẫn chưa mở cửa, nên Đường Tuấn đi tìm bà độc, tiện thể xem bệnh tình cháu gái bà ta như thế nào rồi. Bộ tộc người mèo nuôi dưỡng cổ, còn là một cao thủ về y thuật, ngay cả một bộ tộc người mèo to lớn cũng không thể làm gì với căn bệnh, có thể thấy căn bệnh này không dễ trị. Bà Độc đã cho đường Tuấn địa chỉ, anh bắt taxi đến khu ổ chuột ở phía tây thành phố. Cùng lúc đó, tại một cao ốc trong khu ổ chuột phía tây thành phố, một nhóm bốn người đang đứng trên đỉnh cao ốc nhìn xuống phía dưới. Hai tên đó trông cũng khá trẻ, thật bất ngờ, đó là anh em Thiệu Nhất Nguyên, người bảo vệ Lý Ngọc Mai lúc trước. Lúc này, thái độ của hai người đều rất tôn kính, cúi người với hai người đang đứng trước mặt. Hai người kia đều đã già, một người râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại không hề già, chỉ loáng thoáng có vài nếp nhăn, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám. Hai tay đặt ở vị trí giống như người phi lao. Trên đỉnh tòa nhà không có lan can, ông ta đứng ở rìa mép đất, cách không chung một bước chân. Gió lạnh thổi bay áo choàng, nhưng không thể làm lung lay cơ thể ông ta. Người đứng bên cạnh ông già áo xám trông già hơn nhiều, tóc ông chưa bạc hết đầu, sợi đen sợi trắng, nhưng gương mặt gầy như vỏ cây, nhìn rất là già, khiến người ta nghi ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chương 164 nội công phát ra ông già áo xám nhìn ông già bên cạnh hỏi sư đệ cậu thật sự cảm nhận được mùi của bộ tộc người mèo sao ông già tóc vừa đen vừa trắng gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào những ngôi nhà dày đặc phía dưới nói cảm giác của tôi sẽ không sai đâu mặc dù trình độ tu luyện của tôi không bằng sư huynh nhưng so với trình độ nhận diện hơi thở của nữ nhân bộ tộc người mèo thì trừ phi là cao thủ cảnh giới chân khí còn lại đều không bằng được tôi ông già áo xám nghiêm nghị gật đầu không chút nghi ngờ khi còn trẻ sư đệ của ông đã từng đến bộ tộc người mèo và đã đánh nhau với nhiều cao thủ của bộ tộc người mèo. Tuổi của ông ta trên dưới 50, nhưng trông ông như đã ngoài 80. Vì trước đây ông bị bộ tộc người mèo hạ cổ, tuy giữ được tính mạng nhưng để lại di chứng nặng nề. Kể từ đó, ông cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của người bộ tộc người mèo, và cũng vô cùng căm hận bọn họ. Ngày hôm qua, hai người chuẩn bị đi gặp Lý Quang Huy qua sự chỉ dẫn của Thiệu Nhất Nguyên, nhưng giữa đường, sư đệ đã cảm nhận được mùi cổ độc của bộ tộc người mèo nên đã đi theo đến đây sư đệ nếu cậu chịu buông tha chấp niệm với tài năng của cậu đời này muốn đạt tới cảnh giới chân khí cũng không phải là chuyện khó ông già áo xám thở dài thái độ người sư đệ rất nghiêm túc trong mắt hiện lên nỗi chua sót ông lắc đầu giọng nói lạnh lùng đầy sát ý chỉ cần tôi sống một ngày tôi sẽ mãi căm thù bộ tộc người mèo ông già áo xám cảm thấy tiếc nuối không khuyên bảo nữa Nhất Nguyên, lạc lạc, đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết xong cả, các con theo thầy trở về Hình ý môn đi. Ông già áo sám nói với hai anh em Thiệu Nhất Nguyên ở đằng sau. Vâng, thưa thầy. Thiệu Nhất Nguyên và em gái lạc lạc gật đầu kính cẩn đáp lại. Ngày hôm qua, bọn họ đã nói chuyện với Lý Quang Huy, không có gì phải lo lắng cả. Về phần quan hệ với nhà họ Lý cũng đã kết thúc rồi. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi gặp người phụ nữ của bộ tộc người mèo dám tự tiện ra khỏi bộ tộc người mèo, chẳng lẽ đã quên lời cảnh cáo của tổ tiên rồi ư? Ông già áo xám lạnh lùng nói, cơ thể của ông được nâng cao lên, chiếc áo choàng bay phần phật, như thể nó được làm bằng thép. Nội công phát ra, đây mới thực sự là tông sư cảnh giới chân khí, cho dù ông già áo xám chưa đạt tới cảnh giới chân khí, thì cũng là cách cảnh giới đó không xa. Chiếc xe thô sơ dừng lại bên ngoài khu ổ chuột, trong không khí thoang thoảng mùi tanh tươi, Tài xế thế nào cũng không chịu đi vào. Đường Tuấn chỉ đành xuống xe, trả tiền xe xong, Đường Tuấn đi bộ đến khu ổ chuột. Người phụ nữ của bộ tộc người mèo từ nhỏ đã phải làm quen với nhiều loại côn trùng độc và chất độc khác nhau, mùi hôi thối trên cơ thể không thể che đậy được, nhưng mùi này rất nhẹ, người bình thường không thể ngửi được. Bà độc chọn nơi này là để giấu đi mùi hương trên cơ thể mình. Chương 165 nhìn càng thêm đáng thương. Nói chỗ này là khu ổ chuột hay có thể nói đây là một bãi rác được chính quyền hỗ trợ mấy năm nay, người dân sống trong khu ổ chuột đã được chuyển chỗ ở, bây giờ những người còn sống trong khu ổ chuột phần lớn là những tên ham ăn lười làm, một số tên thì nghiện ngập, và một số tên không còn thiết sống. Con đường vốn đã cũ nát, còn có rác rưởi bẩn thỉu nên càng đi vào, mùi hôi càng nồng nặc. Đường Tuấn đi theo lời chỉ dẫn của bà Độc, đi thẳng vào tận trong khu ổ chuột. Sau khoảng 10 phút, anh dừng lại trước một khoảng sân sạch sẽ đây là một khoảng sân riêng biệt không giống như những ngôi nhà xung quanh nó rất sạch sẽ dường như có mùi thơm thoang thoảng từ sân bay ra cửa bị đóng chặt đường tuấn gõ cửa không có ai đáp lại anh lại gõ cửa vẫn không ai đáp lại mình nhớ nhầm à đường tuấn lẩm bẩm nhưng đúng lúc này đường tuấn nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ từ trong nhà chủ nhân của giọng nói có vẻ rất yếu ớt tiếng khóc đứt quáng nghe rất thống khổ tiếng khóc còn kèm theo tiếng kêu yếu ớt bà ơi bà ơi có chuyện rồi vẻ mặt đường tuấn đanh lại dùng cả hai tay đẩy cửa bước vào trong sau khi xác định âm thanh phát ra từ sân sau anh liền chạy tới vừa mới bước vào sân sau một con rắn đen đột ngột vồ tới đùng đường tuấn đánh ra một trường đánh lui con rắn đen mới có hai ngày đã không nhận ra tôi rồi à đường tuấn lạnh lùng nói nhìn về phía con rắn lớn màu đen con rắn đen cũng nhận ra đường tuấn thân rắn co lại đường tuấn lúc này mới nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi phía sau con rắn lớn cô gái mặc một bộ đồ màu trắng nhưng bộ đồ không trắng bằng làn da của cô cánh tay cô vừa nhỏ lại vừa trắng có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới da dưới ánh ban mai làn da như pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ mỹ lệ có lẽ chỉ có câu, da trắng như tuyết, mới miêu tả đúng làn da của cô. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô ta, cho dù là thẩm ngọc nhu, hay là lý ngọc mai cũng không sánh được. Cô ta mang trên người khí chất thanh tao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, dáng người 1m6 nhỏ nhắn, nhìn càng thêm đáng thương. Audio điện tử võ tấn bền. chương 166 tôi là bạn của bà cô. Khi cô gái nhìn thấy đường tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, cả người co lại, nhưng cô không cử động được nhiều. Đường Tuấn nhìn thấy cách chỗ cô gái không xa có một chiếc xe lăn, chiếc xe lăn nằm ngang trên mặt đất, dường như cô gái đã vội vàng nhảy xuống từ trên xe lăn. Một cô gái đáng yêu như vậy lại không thể tự mình bước đi. Đường Tuấn có chút thương tiếc, giống như nhìn thấy khiếm khuyết trên một món đồ đẹp đẽ. "Đừng sợ, tôi là bạn của bà cô." Đường Tuấn không vội vàng lại gần cô gái, nhẹ nhàng giải thích. Đôi mày thanh tú của cô gái hơi nhếch lên. Hai mắt phát sáng, lại có chút do dự, nói anh, anh là bác sĩ đường sao? Đường Tuấn gật đầu, có vẻ như bà độc đã nói với cô gái về bản thân mình nên mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn. Thấy vậy, cô gái hơi an tâm, vài phút sau, cô thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, bác sĩ Đường, xin hãy cứu bà của tôi. Bà cô bị sao vậy? Đường Tuấn hỏi. Cô gái kể, vừa rồi bà đang nói chuyện với em, nhưng bà lại đột ngột bỏ đi, nói có người đến trước cửa nhà. Bà nói nếu không trở về thì để em đi cùng anh. Nói đến đây, giọng cô gái nghẹn ngào, gương mặt đau buồn và âm thanh nức nở khiến người ta đau lòng. Đúng là đã xảy ra chuyện rồi, hình như có người đã tìm đến cửa. Đường Tuấn trong lòng nghĩ, sau đó hỏi, bà cô đi hướng nào? Cô gái chỉ tay về phía đông nam của khu ổ chuột và nói, bà ấy có thể đã đến nhà máy xử lý rác bị bỏ hoang. Bà thường đến đó luyện công và dưỡng cổ. Tôi biết rồi, Đường Tuấn nhìn về hướng cô gái đang chỉ, nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, anh lại đến gần cô và ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh, anh định làm gì? Cô gái sợ hãi hỏi. Mặc dù bà đã kể cho cô nghe về Đường Tuấn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, cô không quá tin tưởng người mới gặp mặt lần đầu. Con rắn lớn màu đen dùng đôi mắt hình tam giác cảnh giác nhìn Đường Tuấn, Tuy rằng sợ hãi sức mạnh và cây ngân châm của Đường Tuấn, nhưng nếu Đường Tuấn làm gì chủ nhân nó, nó sẽ tấn công ngay lập tức. Chương 167 chỉ có một con đường chết. Đặt cô gái lên xe lăn xong, Đường Tuấn trịnh trọng nói với con rắn đen, bảo vệ chủ nhân của ngươi cho tốt nhé. Nói xong, Đường Tuấn nhanh chóng chạy đi. Bà độc nói với cháu gái như vậy, có lẽ đã gặp phải kẻ thù mạnh. Nếu anh đến muộn một chút, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cô gái ngồi trên xe lăn dùng đôi tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhìn về phía đông nam, lẩm bẩm xin phu thần hãy bảo vệ bà và bác sĩ đường bình an vô sự. Thể chất của cao thủ nội công mạnh hơn người bình thường, mà đường Tuấn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Lúc này anh đang chạy với tốc độ tối đa, tốc độ còn nhanh hơn cả nhà vô địch 100 m thế giới 2, 3 lần. May là trong khu ổ chuột hiện giờ không có nhiều người lắm. Kể từ khi chính phủ di rời hầu hết cư dân của khu ổ chuột đến nơi khác, nhiều nơi trong khu ổ chuột đã bị bỏ hoang. Cũng giống như nhà máy xử lý rác, rác chất đống như núi, mùi hôi thối trong không khí gần như có thể giết chết người. Bình thường sẽ không có ai đến đây, nơi này là thiên đường cho chó hoang và các loại động vật ăn rác. Tuy nhiên, loại môi trường này cũng là nơi sinh sống ưa thích của các loài độc như rắn, rết, nhện. Đó là lý do tại sao bà độc chọn nơi đây là nơi tập luyện và nuôi cổ. Chỉ trong 3 phút, Đường Tuấn đã đến bên ngoài nhà máy xử lý rác người thấy mùi hôi thối trong không khí, anh khẽ cau mày, lắng nghe một lát, đã nghe thấy tiếng đánh nhau chói tai phát ra từ trong một tòa nhà nhỏ bên trong nhà máy xử lý rác. Lúc này, trong khu nhà máy xử lý rác bị bỏ hoang từ lâu, bà độc đang gặp khó khăn. khuôn mặt già nua đầy vết máu, bà như đã kiệt sức, tuyệt vọng thổi chiếc sáo làm bằng xương. xác của con rết, nhện, rắn và các con vật khác gần như bao phủ cả sàn nhà. cách đó vài mét, ông già áo xám và ông già tóc đen trắng đang ở đó. Một người cầm cây thương, người kia dùng cả hai tay để cắt xé những con vật độc còn sống thành từng mảnh nhỏ. Bà độc, không cần phí sức nữa, yên tâm, tôi sẽ cho bà chết toàn thây. Nếu dám rời khỏi bộ tộc người mèo, chỉ có một con đường chết. Hai ông lão trầm giọng nói, mấy con rắn độc cuối cùng đã bị bọn họ giết chết, vẫn còn dương mắt nhìn bà độc. Hai anh em Thiệu Nhất Nguyên và Lạc Lạc nhìn đến ngơ ngác, ba võ sĩ nội công thâm hậu, một trong hai người vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa năng lượng trận chiến như thế này rất có lợi cho việc thực chiến trong tương lai của họ. Còn việc cảm thông bà độc thì xin lỗi, không có việc đó. Bọn họ từ nhỏ đã được dạy nguyên tắc mạnh ăn yếu, hơn nữa người đàn bà này dám rời khỏi phạm vi bộ tộc người mèo, để đến thành phố vinh hại người khác thì đúng là đáng chết. Bọn họ đã hiểu, bệnh của khổng tuyên rất có khả năng là bà già trước mặt này gây ra. Bà độc buông cây sáo bằng xương xuống, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, nói, nếu là lúc bà đây mạnh nhất, còn chẳng đến lượt hai bọn bay đứng đây đánh giám. Bà vốn là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, nhưng để trị bệnh cho cháu gái, bà đã từ bỏ tu vi của mình, từ nay về sau không thể đạt tới cảnh giới cao hơn nữa chương 168 người đến chắc chắn là một vị cao thủ. Ha ha, nhận chết đi, nói nhảm nhiều làm gì? Ông già tóc trắng đen lạnh lùng nói, cây thương trong tay đâm thẳng đến bà độc, trên mặt là vẻ điên cuồng vui sướng khi báo được thù. Năm đó hắn không dám xông vào bộ tộc người mèo để tìm kẻ thù, nhưng nếu có thể giết được một, hai người phụ nữ của bộ tộc người mèo, trong lòng hắn sẽ cảm thấy sảng khoái. Ông già áo xám đứng bên cạnh, không hề có ý định ra tay. Theo như ông thấy, bà độc đã là người chết, không cần tốn nhiều công sức làm gì. Vẻ mặt bà độc rất bình tĩnh, nội công trong người lúc này đã cạn kiệt, không thể ngăn cản được nhát đau mạnh mẽ này. Bà lặng lẽ liếc nhìn về phía sân của mình, cũng may là tung tích của cháu gái không bị lộ, bà hy vọng đường tông sư có thể cứu chữa cho nó. Bà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Dầm dầm. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, sau đó là tiếng va chạm của các thanh sắt. Bà độc đột nhiên mở mắt ra, thấy cây thương trong tay lão giả tóc trắng đen rơi xuống đất. Ông lấy tay che cổ tay, trên mặt hiện vẻ bất ngờ, nhìn cục đá trên mặt đất. Cục đá này vừa nãy đã nổ tung, bắn rơi cây thương trong tay ông. Hình ý môn đang giải quyết ân oán ở đây, xin hỏi vừa nãy là vì tiền bối nào đã ra tay? Vẻ mặt của ông già áo choàng xám cũng thay đổi, ông hét lớn về phía cầu thang. Tu vi của ông là cao nhất ở chỗ này, ông cũng không dám chắc chỉ dùng một cục đá làm rơi được cây thương trong tay sư đệ. Người đến chắc chắn là một vị cao thủ, ông già áo xám thầm nghĩ. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên hành lang yên tĩnh. Nhưng khuôn mặt của ông già áo xám và ông già tóc hơi bạc lại hiện lên vẻ nghiêm trọng. Không ngờ đi thành phố Vinh một chuyến thôi mà lại gặp được loại cao thủ như vậy. Hy vọng đối phương là bạn chứ không phải là kẻ thù, nếu không thì e rằng họ sẽ gặp rắc rối. Chỉ có bà độc có vẻ như là đang nghĩ đến điều gì đó, gương mặt già nuôi nhuốm đầy máu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chẳng mấy chốc, một bóng người không cao không thấp xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, cao khoảng 1m8 dáng vẻ khôi ngô mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái đang nhàn nhã tản bộ tiến đến gần chỗ bọn họ thiệu minh ngọc và vân lạc nhìn thấy người đến đột nhiên kêu lên là anh ta làm sao có thể là anh ta hả ông già áo xám nhìn hai người đệ tử bên cạnh trầm giọng hỏi các con biết cậu ta sao khuôn mặt thiệu minh ngọc chua xót mờ mịt gật đầu nói sư phụ anh ta chính là cao thủ nội công trẻ tuổi mà con đã từng nói với ngài chương 169, cảm ơn Tông Sư đã ra tay cứu giúp. Chân mày bạc trắng của ông già áo xám run lên, nói cậu ta chính là người đánh bại phong lôi bát cực quách thịnh minh chỉ bằng một trường. Cả hai người tiếp tục gật đầu. Ông già áo xám nhìn đường Tuấn đang dần dần đi tới, trong lòng nghi ngờ, thấp giọng nói, nếu theo như lời các con nói thì cậu ta chỉ là người tập võ có nội công trung kỳ mà thôi, cao lắm thì cũng chỉ đến nội công hậu kỳ, Loại tu vi này chắc chắn không có cách nào mà dùng một hòn đá đã đánh rơi đao trong tay lưu sư thúc của các con. Không lẽ người vừa mới ra tay là trưởng bối của anh ta? Ông già áo xám chỉ vừa mới đạt tới tu vi luyện công hóa khí, nếu so trình độ tu vi thì ông kém hơn Đường Tuấn rất nhiều cho nên đương nhiên là ông ta không thể nào cảm nhận được chân khí dao động trong cơ thể của Đường Tuấn, vì thế ông ta cho rằng người ra tay là trưởng bối của Đường Tuấn. Có phải là cậu ta ra tay hay không thì chỉ cần thử là biết ngay ông già tóc hơi bạc vốn dĩ rất xấu hổ vì bị đánh rơi đao liễu diệp. Nhưng mà bây giờ ông ta biết người ra tay rất có thể là trưởng bối của Đường Tuấn thì đương nhiên ông muốn chút cơn giận này lên người anh ta. Mặc dù đã đánh rơi đao liễu diệp nhưng vị lưu sư thúc này không hổ danh là người có tu vi nội công đại thành. Chỉ cần tung ra một trưởng nhẹ thôi là đã tạo ra một luồng gió bén nhọn đánh thẳng tới trên người Đường Tuấn. Chỉ dựa vào một trưởng này thôi là đã biết thực lực của ông ta không thua kém Bạch Thiên Hỏa một chút nào nhưng đáng tiếc người mà ông ta phải đối mặt chính là đường tuấn một cao thủ tông sư đã đạt tới cảnh giới chân khí hừ sắc mặt của đường tuấn hơi tối lại cũng đánh nhẹ ra một trường va chạm trực tiếp với ông lão tên nhóc thật là can đảm lưu sư thúc khẽ quát một tiếng nếu như người ra tay là trưởng bối của cậu thì còn có thể đáng tiếc với trình độ tu vi của cậu thì a à. ông ta còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh không thể nào đỡ nổi truyền đến từ bàn tay của người thanh niên trước mặt sau đó cả người ông ta bay thẳng ra ngoài cạch 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 lưu sư thúc lăn quay ở trên mặt đất mấy lần mới miễn cưỡng loại bỏ được luồng sức mạnh đáng sợ đó trên mặt ông ta hiện lên một màu đỏ tía không khỏe mạnh có thể thấy ông ta đã chịu thiệt rất lớn ở cú va chạm vừa rồi sao có thể như thế được vẻ mặt lưu sư thúc tràn đầy ngạc nhiên sau đó ông ta quay đầu lại nhìn thiệu minh ngọc và vân lạc hỏi các con có chắc chắn là cậu ta chỉ có tu vi là nội công trung kỳ hay không Vốn dĩ Thiệu Minh Ngọc và Vân Lạc rất chắc chắn, nhưng mà bây giờ họ lại không dám nói ra một tiếng. Vốn dĩ lưu sư thúc của bọn họ không thể so sánh được với cao thủ nội công đại thành trạng thái toàn thịnh như Quách Thịnh Minh, Đường Tuấn lại có thể dùng một trường đánh lùi được lưu sư thúc, vậy thì chẳng phải sức mạnh thật của anh ta ít nhất cũng là nội công đại thành hay sao? Nhưng mà điều đó làm sao có thể xảy ra? Anh ta còn chưa đến 30 tuổi mà. Rất ít những người còn chưa đến 30 tuổi đã là cao thủ nội công đại thành, cho dù có thì bọn họ cũng đều là những người xuất thân từ những gia đình lớn mạnh và danh giá có truyền thống tập võ lâu đời. Đường Tuấn không có thừa thắng sông lên mà là đi tới trước mặt bà độc nói sao rồi. Bà độc lắc đầu, thoạt nhìn thì cảm thấy như là bà đã bị thương rất nặng nhưng thật ra lại không có một vết thương nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cả. Trong lòng bà cảm thấy hơi may mắn, may mắn là bà đã lựa chọn Đường Tuấn, nếu không thì có lẽ hôm nay bà sẽ thật sự chết ở chỗ này. Sau đó trước mấy đôi mắt không thể tin nổi của bốn người Thiệu Minh Ngọc, bà độc khom lưng xuống và kính cẩn nói, "Cảm ơn tông sư đã ra tay cứu giúp." "Tông sư?" Suýt chút nữa thì Thiệu Minh Ngọc đã nghĩ là mình đang nghe nhầm, cất giọng nói, "Sao anh ta có thể là cao thủ tông sư được?" Ông già áo xám và Lưu sư thúc cũng không tin nổi, hai mắt lóe lên, nếu người trước mắt thật sự là tông sư thì e rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không thể nào dễ dàng giải quyết được. Chương 170 cả hiện trường lặng yên như tờ bà độc dù gì thì bà cũng là một cao thủ làm sao mà bà lại có thể vì mạng sống mà cúi đầu trước một thằng nhóc răng còn chưa mọc đủ như thế trong mắt lưu sư thúc hiện lên nỗi oán giận ông ta chế nhạo nói tông sư bà cho rằng tông sư là rau cải bắp thảo ở ngoài đường phố hay sao đi đâu cũng có thể gặp được hai người diễn hay đấy nhưng hơi quá rồi bà độc thở dài một hơi nhìn ông già tóc hơi bạc bằng ánh mắt thương hại ở trước mặt một người tông sư mà dám nói anh ta đang diễn Tên họ Lưu này đúng là chán sống rồi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Bà Độc vẫn còn công dụng đối với Đường Tuấn cho nên anh sẽ không mặc kệ để bà ta xảy ra chuyện. Bà Độc nghe thấy vậy thì rứt khoát khoanh chân ngồi xuống đất nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không thèm nhìn đến bọn người ông giả áo xám. Lưu Sư Thúc muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ông giả áo xám kéo lại. Ông giả áo xám đứng dậy, chắp tay nhìn Đường Tuấn nói, người anh em này, tôi là Phó Văn Sơn của hình ý môn. Việc lần này là ân oán riêng của hình ý môn bọn tôi với bà lão người dân tộc mèo này, chỉ cần cậu không can thiệp vào thì chúng tôi có thể coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra." Đường Tuấn lắc đầu bước lên chắn trước mặt bà độc, bày ra lập trường của bản thân. Phó Văn Sơn cau mày nói, "Cậu trai trẻ, xem ra cậu muốn trở thành kẻ thù của hình ý môn. Cậu đã từng nghe qua câu nói tông sư không thể xúc phạm chưa? Chỉ dựa vào chuyện cậu giả làm tông sư ngày hôm nay thôi thì cho dù tôi có đánh cậu bị thương nặng các trưởng bối trong sư môn của cậu cũng sẽ không dám nói nhiều một tiếng, cậu có tin không? Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh nói, ông còn biết là tông sư không thể xúc phạm sao? Chỉ với những lời mà ông vừa nói thôi thì cho dù tôi đánh ông giết ông, hình ý môn các ông cũng sẽ không dám làm gì tôi. Vẻ mặt của Phó Văn Sơn lập tức tối sầm xuống, ông ta không ngờ rằng những lời mà ông ta vừa nói lại bị đáp trả lại ngược lại như vậy. Thế nhưng ông ta vẫn không tin Đường Tuấn là cao thủ tông sư cao thủ tông sư dưới 30 tuổi. Đùa cái quái gì vậy? Phó Văn Sơn ông đã sống đến từng tuổi này, vị tông sư trẻ nhất mà ông ta từng gặp cũng đã. 30 tuổi rồi, người ta còn được xưng là thiên tài tập võ. Còn thằng nhóc trước mặt này, ảo tưởng sức mạnh sao? Hồ đồ ngu xuẩn, Phó Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình biến hóa như một con đại bàng đang xải cánh, dùng hai tay đánh tới trên người đường tuấn. Ông ta đã đạt tới tu vi luyện công hóa khí, mạnh hơn gấp 3 lần so với Lưu Sư Thúc. Một trưởng đánh ra như muốn bao trùm cả người Đường Tuấn để anh rơi vào thế cô lập và bất lực như một con thuyền cô đơn trên vạn dặm sóng biển, ông ta có thể tùy ý khống chế anh trong lòng bàn tay. Ha ha, vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh mà nhìn ông. Anh hơi nâng bàn tay lên, từ trong không khí làm ra động tác đè ép xuống như muốn đè lên người Phó Văn Sơn vậy. Một luồng hơi thở kinh khủng phát ra từ trong cơ thể anh, giống như là sóng lớn giận dữ, rồng thần tức giận không khí như bị đè nén lại sau đó phát ra tiếng vang âm u bùng nổ. Nội công ngoại phóng, Phó Văn Sơn đang ở trên không trung đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói cao thủ tông sư. Sao cậu ta có thể là cao thủ tông sư? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 171 sư đệ, ra đây xin lỗi tông sư nhanh lên. Mắt há hốc mồm từ nãy giờ, nhất là Lưu sư thúc, ông lộ ra vẻ mặt xám xịt như thể ông đã ăn phải thứ gì đó vậy. Người trước mặt này chính là một cao thủ tông sư có cảnh giới chân khí, vậy mà vừa rồi ông ta dám công kích đối phương. Dù ông có to gan tới cỡ nào thì cũng không thể không lo lắng đường Tuấn sẽ trút giận vào ông ngay lúc này. Tâm trạng của Thiệu Nhất Nguyên và cô gái trẻ Vân là còn phức tạp hơn gấp mấy lần. Họ đến từ môn phái danh tiếng hình ý môn, tuổi còn trẻ đã là cao thủ nội công, từ nhỏ đã họ giống như là những đứa con cưng của ông trời. Lúc ban đầu khi mà họ nghĩ rằng Đường Tuấn có thể là cao thủ có nội công trung kỳ thì ngoài mặt họ phục tùng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Họ cho rằng anh ta là một tên tu luyện mấy cái môn phải yếu kém, tiềm lực có hạn, làm sao mà có thể so sánh với người xuất thân danh tiếng như mình được, cứ để cho Đường Tuấn hả hê đắc ý một thời gian. Nhưng bây giờ Đường Tuấn thể hiện được lực lượng cảnh giới chân khí của mình thì đã khác. Cho dù là ở trong hình ý môn thì những cao thủ cảnh giới chân khí cũng là những cao thủ vượt bậc, dù thiên phú của bọn họ có tốt đến đâu thì cũng không dám nói là có thể tiến được đến cảnh giới chân khí. Mà càng nghĩ như vậy thì trong lòng bọn họ lại càng sợ hãi, trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ cảnh giới chân khí, tiềm lực của anh ta vô hạn đến mức nào, làm sao mà bọn họ có thể so sánh được. Vậy mà bọn họ lại dám tự mãn với những thành tích ít ỏi của bản thân mình. Bà độc khẽ mở mắt ra, trong mắt hiện bà ta lên một tia châm biếm, đây chính là hậu quả của việc không nhận ra tông sư Đường Tuấn chắp tay ra sau và đi từng bước đến gần Phó Văn Sơn, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nhàn nhạt nói, bây giờ ông còn cho là tôi đang diễn nữa không? Phó Văn Sơn không nói lên lời, chật vật đứng dậy, kính cẩn cúi đầu hành lễ và nói, là tôi có mắt như mù không nhận ra Tông Sư, xin Tông Sư tha tội. Ông ta quay đầu, nhìn Lưu Sư Thúc và nói, Sư Đệ, ra đây xin lỗi Tông Sư nhanh lên. Lưu Sư Thúc nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng phải đi xin lỗi một thằng nhóc chỉ đủ tuổi để làm đệ tử của mình, quả thật còn khó chịu hơn là muốn giết ông ta. Sư đệ, đệ muốn liên lụy đến hình ý môn chúng ta sao? Phó Văn Sơn thấy vậy quát lên một tiếng. Lúc này Lưu Sư Thúc mới giật mình tỉnh táo lại, hình ý môn bây giờ đã không còn được như lúc trước nữa. Mấy tông sư cảnh giới chân khí đang dần dần già đi nhưng lại không có người mới có cảnh giới chân khí thay thế vào. Bây giờ lại là lúc đang gặp rắc rối, nếu lại chọc giận vị tông sư trẻ tuổi Đường Tuấn này nữa thì e rằng cả một mạch hình ý phải thật sự chấm dứt luôn rồi. Tôi sai rồi, xin tông sư tha lỗi cho tôi." Lưu sư thúc cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, môi ông ta bị cắn chảy ra máu, cảm giác vừa mới kiêu ngạo xong đã phải cung kính này khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Đường Tuấn im lặng, luồng sức mạnh cảnh giới chân khí ở trong cơ thể anh ta đang dao động không ngừng nghỉ. Cuối cùng anh ta thở dài nói, "Cút đi." ở đây không có việc của mấy người nữa. Nhưng Tông Sư, bà già này dám tự ý rời khỏi dân tộc mèo khi không được cho phép, bọn tôi. Lưu Sư Thúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Đường Tuấn. Ông ta không muốn từ bỏ kế hoạch giết bà độc. Cút, tiếng nói Đường Tuấn vang lên như tiếng chuông từ thời xa xưa chuyển đến, đinh tai nhức óc. Vách tường cũng bị thanh âm chấn động rơi rất xuống từng mảng lớn. Trường 172 ông vẫn không cam lòng. Bốn người Phó Văn Sơn, lưu sư thúc thiệu nhất nguyên và cô gái tên vân lạc đã trợn vẻ mặt lưu sư thúc tái nhợt không dám nói thêm gì nữa bọn tôi xin lui xuống phó văn sơn vội vàng đỡ lấy sư đệ của mình kính cẩn nói sau đó ông ta không do dự một chút mà dẫn theo hai đệ tử và sư đệ của mình rời khỏi tòa nhà bỏ hoang này mãi cho đến khi cách nhà máy xử lý rác thải hàng trăm mét thì phó văn sơn mới không nhịn được mà dừng lại ngoái ra sau nhìn vài lần sư huynh cho dù cậu ta là tông sư thì đã làm sao chẳng lẽ cậu ta thật sự dám giết chúng ta lưu sư thúc không nhịn được nói phó văn sơn nhìn chằm chằm hậu bối của mình và nói thứ ta sợ không phải là cậu ta mà là thế lực phía sau cậu ta có thể bồi dưỡng ra một cao thủ tông sư trẻ tuổi như vậy thì thế lực sau lưng cậu ta phải đáng sợ đến mức nào e rằng chỉ có những gia tộc võ thuật hàng đầu mới có thể làm được điều đó hình ý môn chúng ta không thể đắc tội được Lưu Sư Thúc thở dài một hơi, ông vẫn không cam lòng. Không ngờ đi đến thành phố Vinh một chuyến lại có thể gặp được bà già dân tộc mèo và cao thủ tông sư trẻ tuổi như vậy, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Vẻ mặt của Phó Văn Sơn hơi tái nhợt nhưng ông cũng không để trong lòng. Trong võ học chỉ chú trọng đến người giỏi hơi thì sẽ là thầy. Sư phụ, con không ngờ tới anh ta lại là cao thủ cảnh giới chân khí. Con xin lỗi, thiệu nhất nguyên đột nhiên xin lỗi, phó văn sơn phất tay nói dựa vào trình độ tu vi của con thì làm sao có thể nhìn ra tu vi thật của cậu ta được sư phụ nếu chúng ta biết anh ta là cao thủ cảnh giới chân khí vậy chúng ta có nên thông báo cho nhà họ lý biết không hình như người nhà họ lý không thích anh ta cho lắm cô gái trẻ vân lạc hỏi phó văn sơn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói thôi quên đi mối ân oán của chúng ta với nhà họ lý đã được giải quyết xong rồi không cần phải vì bọn họ mà mạo hiểm đi làm mất lòng một vị tông sư. Đi thôi, lần này đánh nhau với tông sư, ta đã hiểu ra một vài điều, vừa lúc về thử nghiệm xem như thế nào." Vân Lạc gật đầu. Phó Văn Sơn nhìn sư đệ và hai đệ tử của mình, thở dài trong lòng, chỉ hy vọng ba người bọn họ sẽ không bị suy sụp sau chuyến đi này. Nhưng mà không biết rốt cuộc là tên nhóc họ Đường đó thuộc gia tộc võ thuật nào. Ông ta có quen biết một vài người gia tộc võ thuật họ Đường nhưng mấy nhà đó chỉ ngang sức với hình ý môn thôi không thể nào bồi dưỡng ra một đệ tử tài năng như vậy được thôi được rồi lúc về hỏi sư phụ cũng được phó văn sơn thầm nói trong lòng nếu như cậu ta không xuất thân từ gia tộc võ thuật thì ha ha hình ý môn của ông cũng không phải là dạng vừa đâu vừa nãy ông ta không kịp suy nghĩ cho chu đáo bây giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi nên đương nhiên sẽ so đo tính toán một chút hai người vừa rồi là ai Đường Tuấn đứng trước cửa sổ bỏ hoang nhìn cảnh vật ngoài xa, hỏi bà độc đứng đằng sau lưng. Bà độc nói, người đàn ông mặc áo màu xám tên là Phó Văn Sơn, còn người đàn ông có màu tóc hơi bạc tên là Lưu Minh Trọng. Ông ta là người thế hệ trước của hình ý môn, trước kia tên Lưu Minh Trọng đó đã phạm lỗi gì đó ở dân tộc mèo cho nên ông ta không thích người dân tộc mèo lắm. Đường Tuấn khẽ gật đầu, những đám mây đen dày đặc đang lấp lửng ở trên trời xa. Có cảm giác như là gió thổi mưa rông tới để báo trước một cơn bão sắp đến. Khi anh ta trở nên lớn mạnh hơn thì những người anh ta tiếp xúc cũng ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Chương 173, quả nhiên là như vậy. Thật ra vừa rồi cậu không cần phải để lộ thực lực của bản thân. Bỗng nhiên bà độc nói, với kỹ thuật châm cứu kỳ dị của Đường Tuấn thì cho dù anh không dùng đến thực lực chân chính cũng có thể để đánh bại được Phó Văn Sơn và Lưu Trọng Minh. Nếu để cho bọn họ biết cậu là người nhà họ Đường mà không phải những gia tộc võ thuật kia, đến lúc đó không chỉ riêng hình ý môn thôi mà e rằng những gia tộc võ thuật khác cũng sẽ ép cậu theo phe phái của bọn họ. Nếu như cậu không nhận lời lôi kéo của họ, tôi sợ là Bà Độc không nói tiếp nữa. Cao thủ cảnh giới chân khí có thể thành lập một gia tộc võ thuật mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải phân chia lại các nguồn tài nguyên và thế lực, chắc chắn những gia tộc võ thuật lâu đời đó sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Nếu không có thế lực nào chống lưng thì bọn họ sẽ tìm cách giết chết Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu nói, ta không có sự lựa chọn nào khác. Tiếng nói bà độc khựng lại nhưng cũng không biết làm sao để an ủi, sau một hồi lâu chỉ có thể nói cậu đã vất vả rồi. Hai người trở về khoảng sân nhỏ trong khu ổ chuột, con rắn đen và cô gái trông rất vui mừng khi nhìn thấy bà độc an toàn trở về. Dưới sự giới thiệu của bà độc, Đường Tuấn mới biết cô gái không thể tự mình đi lại này tên là Hoa Tiểu Nam. Lúc này một nhóm ba người bọn họ và một con rắn đen đều ở trong sân. Bà độc lo lắng nhìn đường Tuấn, có mấy lần muốn mở miệng ra hỏi han nhưng lại sợ đường Tuấn sẽ bị quấy dày nên cố nhịn im lặng. Sau khi đường Tuấn bắt mạch cho hoa tiểu nam xong, vẻ mặt trở anh trở nên nghiêm trọng và nói, bệnh này của cô ấy bắt đầu từ khi nào? Không phải là bẩm sinh đúng không? Lúc trước khi ở công viên xanh, bà độc có nói bệnh của cháu gái bị mắc từ nhỏ, Lúc đầu Đường Tuấn nghĩ rằng là căn bệnh lạ bẩm sinh giống như của Thẩm Ngọc Nhu, nhưng mà sau khi truyền chân khí đi khắp cơ thể của Hoa Tiểu Nam, anh lại cảm nhận được có một chút chất ăn mòn rất mạnh sót lại trong cơ thể của cô gái này. Nghe xong những lời này trong mắt bà độc hiện lên một tia sát khí, nói: "Đúng vậy, bệnh của Tiểu Nam không phải là bẩm sinh mà là do khi còn nhỏ bị người ta bỏ độc. Mặc dù tôi đã kịp thời loại bỏ phần lớn độc tố khỏi người con bé nhưng vẫn sót lại một ít chất độc trong cơ thể." những thứ đó bảo mòn cơ thể và phá hủy các chức năng cơ thể của con bé mỗi ngày. Lúc ban đầu, con bé vẫn có thể đi lại được nhưng khi chất độc càng ngày càng ngấm sâu vào thì ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn và bây giờ trở thành như thế này. Nói đến đây, bà độc cắn chặt môi mình không nói thêm được gì nữa. Cháu gái của bà chỉ có thể sống được thêm nửa năm nữa thôi, đây là cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh bà mỗi đêm. Quả nhiên là như vậy, Đường Tuấn nói. Vậy thì Đường Tông sư, bệnh của Tiểu Nam có chữa được không?" Bà Độc vội vàng hỏi. "Tôi sẽ thử xem như thế nào." Đường Tuấn nói. Bà Độc vốn đã thông thạo ngành y nên những vật dụng y tế như kim châm bạc luôn luôn có sẵn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Tuấn để cô gái nằm trên giường và cầm cây kim châm bạc đã được khử trùng trên tay. Lúc này vẻ mặt của anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết, kim châm bạc trong tay khẽ run lên đâm vào các huyệt vị trong cơ thể Hoa Tiểu Nam với tốc độ nhanh chóng và chính xác. Chỉ trong thời gian vài giây, Đường Tuấn đã đâm lên 8 mũi kim, sắc mặt của anh cũng càng lúc càng trở nên tái nhợt. Chương 174. Tứ tưởng châm pháp, bà Độc không nhịn được cảm thán trong lòng khi nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của Đường Tuấn. Bà đã từng xem qua ông cụ Đường dùng tứ tượng châm pháp này rồi, đây là di sản kế thừa hàng trăm năm của nhà họ Đường. Nghe người ta nói rằng chỉ cần còn chút hơi thở thôi thì nhà họ đường cũng có thể dùng tứ tượng châm pháp để cướp người về từ trong tay Diêm Vương. Cũng chỉ có 13 kim châm quỷ môn trong truyền thuyết mới có thể so sánh được với tứ tượng châm pháp này. Bây giờ bà Độc không còn nghi ngờ gì về thân phận của đường Tuấn nữa, đồng thời cũng cảm thấy tự tin hơn. Có lẽ điều mà đường Hạo không làm được thì cháu trai của ông ta có thể làm được. Trong lúc này, đường Tuấn không dám sơ sẩy mà tập trung thật chăm chú vào trong những cây kim châm, anh dùng tứ tượng châm pháp mà không dùng 13 kim châm quỷ môn chủ yếu là bởi vì 13 kim châm quỷ môn rất mạnh, anh sợ cơ thể của Hoa Tiểu Nam sẽ không chịu nổi công hiệu đó, mà tứ tượng châm pháp là kỹ thuật mà đã tập luyện từ nhỏ nên cũng nắm chắc hơn. Tám cây kim châm bạc được đâm vào tám huyệt vị của hoa tiểu nam theo phương vị của tứ tượng bát quái, nếu có một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí ở đây thì có thể nhìn thấy có một luồng chân khí đang quấn quanh trên đầu kim châm bạc, như là có một bàn tay vô hình đang điều khiển cây kim châm bạc và truyền chân khí đó vào trong cơ thể cô gái. Đây chính là điểm mạnh của Đường Tuấn, anh không chỉ là người kế thừa của y thánh họ Đường mà còn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Điều trị bệnh bằng chân khí kết hợp với trận pháp tứ tượng của nhà họ Đường có thể đạt được hiệu quả gấp 2 lần. Chỉ với cái khả năng này thôi là y thuật của anh đã vượt qua ông nội thần y Đường Hạo rồi. Bà độc hồi hộp chờ đợi thời gian trôi qua từng chút một. Khoảng nửa tiếng sau, sau khi đường Tuấn cảm thấy chân khí trong cơ thể sắp không đủ nữa thì mới rút từng cây kim châm bạc ra. Thế nào rồi đường Tuấn, bệnh của tiểu nam có thể chữa được nữa không? Bà độc lo lắng hỏi. Hoa tiểu nam nắm lấy tà áo, cũng hồi hộp nhìn đường Tuấn. Đường Tuấn ngồi xuống nhấc một ngụm trà, sau đó lắc đầu nói, loại độc này đã ở trong cơ thể cô quá lâu rồi, nó đã xâm nhập vào trong xương tủy của cô, bệnh đã vào xương tủy thì không có có thuốc gì có thể chữa được. Dù bà độc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà khi nghe được những lời này cơ thể của bà vẫn run lên, bà ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt đau khổ và uất hận. nếu tiểu nam xảy ra chuyện gì thì dù có chết ta cũng phải khiến cho mấy thằng già đó phải trả giá. Mấy thằng già trong miệng bà ta chắc hẳn chính là người đã hạ độc hoa tiểu nam, nhưng bây giờ đường Tuấn không có ý định xen vào mấy chuyện của dân tộc mèo nữa nên không hỏi nhiều. Nhưng hoa tiểu nam là người trong cuộc lại nghĩ thoáng hơn, nở một nụ cười và nói, bà, cháu có thể sống đến bây giờ đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, có thể sống với bà thêm nửa năm nữa cháu đã rất hài lòng. Tuy rằng nói thì nói như vậy nhưng bàn tay của Hoa Tiểu Nam lại khẽ nắm chặt. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái dưới 25 tuổi, còn có bao nhiêu cảnh đẹp và con người mà chưa từng thấy chưa từng trải qua, cũng không có nhiều thời gian để cô ta phung phí, bây giờ lại chỉ còn lại nửa năm để sống thôi. Thật đúng là số phận chớ trêu. Dường như con rắn đen cũng cảm nhận được nỗi buồn của hai chủ nhân, nó gục đầu xuống và nhẹ nhàng thè lưỡi ra. chương 175, vừa đạt đến cảnh giới khí chưa đầy hai tháng. Đường Tuấn nhìn hai bà cháu, cảm thấy có chút không đành lòng, nói thật ra bệnh của cô cũng không phải là không có cách. Bà độc đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy đường Tuấn, như là nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói bệnh của tiểu nam có thể chữa được sao. Đôi mắt hoa tiểu nam cũng sáng lên, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Tiểu Nam là tên hồi còn nhỏ của cô, bình thường chỉ có bà cô mới gọi như vậy, nhưng bây giờ lại bị Đường Tuấn, một người đàn ông mới chỉ gặp hai lần gọi, cô cảm thấy có một cảm giác lạ lạ trong lòng, cô không cảm thấy ghét mà ngược lại có chút vui mừng thầm kín không thể tả nổi. Tình cảm thầm kín của những cô gái trẻ luôn là thơ, cho dù là Hoa Tiểu Nam cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm quan trọng này mà cô vẫn có thể quan tâm đến những điều này. Đường Tuấn liếc bà độc một cái. Bà độc nhận ra mình có chút mất lịch sự, vội vàng bỏ tay ra, nói: "Đường tông sư, lời vừa rồi cậu nói là thật sao?" Đường Tuấn gật đầu, nói: "Võ thuật có chia cảnh giới thì y thuật cũng phân thành các cảnh giới, phân thành cảnh giới phàm, cảnh giới khí và cảnh giới nhập thần. Nếu tôi có thể đạt tới cảnh giới nhập thần thì có lẽ có thể chữa khỏi chất độc trong cơ thể của tiểu nam." Độc đã vào sâu trong xương tủy, dù bây giờ có uống thuốc giải độc vào cũng không chữa được. Nhưng nếu y thuật mà đến cảnh giới nhập thần thì dù có chết cũng cứu sống được. Tất cả những điều này đều ông nội của Đường Tuấn dạy cho Đường Tuấn. Khi ở nhà họ Đường, anh hoàn toàn không tin những lời ông nội nói, nhưng sau khi anh luyện được chân khí và có thể sử kim châm châm cứu thì đã tin những lời của ông nội là thật. Cảnh giới của y thuật cũng có liên quan đến võ thuật, ở trong y thuật nếu muốn tăng lên giới khí thì bắt buộc phải trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Đây là suy đoán của riêng Đường Tuấn. Nhưng chắc sự thật cũng không khác lắm. Cao thủ giới khí bắt buộc phải là tông sư cảnh giới chân khí, nhưng một tông sư cảnh giới chân khí lại chưa chắc đã là cao thủ cảnh giới khí. Cảnh giới nhập thần, bà Độc khẽ nhíu mày, nói: "Hồi xưa tôi cũng từng nghe ông nội cậu nhắc đến nhưng ông nội cậu nói những cao thủ y thuật có thể đạt đến giới đó rất hiếm, cao thủ cảnh giới nhập thần đã hàng trăm năm chưa xuất hiện rồi." "Tôi xin mạn phép hỏi, Đường tông sư, bây giờ ngài đang ở cảnh giới nào rồi?" Đường Tuấn lãnh đạm nói, vừa đạt đến cảnh giới khí chưa đầy hai tháng. Bà độc nghe thấy vậy thì ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ mới đạt đến cảnh giới khí chưa đầy hai tháng, nhưng tiểu nam thì chỉ còn sống được nửa năm nữa mà thôi, liệu đường Tuấn có thể trở thành cao thủ y thuật cảnh giới nhập thần trong vòng nửa năm không? Cho dù bà độc muốn tin đường Tuấn thì bà biết điều đó là không thể. Đột phá y thuật so với võ thuật khó hơn gấp rất nhiều lần. Từ xưa đến nay, người đạt được cảnh giới nhập thần mà bà độc biết thì chỉ có tuệ tĩnh và lê hữu trác mà thôi ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác nữa sao bà độc hỏi đường tuấn lắc đầu nhưng trong lòng lại có một kế hoạch khác nếu như trước khi gặp thẩm ngọc nhu thì anh cảm thấy có lẽ kiếp này bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội đạt đến cảnh giới nhập thần nhưng bây giờ anh đã luyện ra chân khí còn gặp phải người tu luyện châu bò như thẩm ngọc nhu này thì có lẽ anh thật sự có thể đạt đến cảnh giới nhập thần trong vòng nửa năm, đến lúc đó nói không chừng có thể chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 175.